Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đang gặp nhiều lúng túng trong thực hiện thí điểm thành lập hội đồng quản lý bệnh viện. Nội dung này thì liên quan đến việc thành lập hội đồng quản lý bệnh viện, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xây dựng đề án thí điểm tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngành y tế thành phố đang gặp nhiều lúng túng về thành phần hội đồng quản lý. Dự thảo hướng dẫn đề nghị gồm 7 người với 1 người thuộc cấp trên, 6 người còn lại là người của bệnh viện. Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng như vậy sẽ không phù hợp. Hội đồng quản lý này thành phần như thế nào thì ngành y tế cũng, Sở Y tế cũng rất là phân vân. Bởi vì trong cái hướng dẫn dự thảo của Bộ Y tế thì hầu như đều là cán bộ của bệnh viện không à. Chỉ có một nhân sự là của cấp trên. Tuy nhiên đối với bệnh viện mắt thì qua các cái sự việc nhiều năm thì thấy rằng là cần phải thành lập một cái hội đồng quản lý để quản lý hai cấp. Tức là trong thành phần đó thì có những cái đồng chí là ở các cái sở ngành khác. Ví dụ sở tài chính, sở qua đầu tư, sở tư pháp. Ở bệnh viện chỉ là chiếm thiểu số thôi, bệnh viện chỉ có khoảng chỉ có 2 thành viên tối đa thôi, một giám đốc và một phó giám đốc tham gia vào, còn tất cả thành viên còn lại là của các sở ngành. Như vậy thì cái ý nghĩa của hội đồng quản lý nó sẽ tốt hơn. Nói thật thì các ông kia toàn là giám đốc bệnh viện trả lương hết, hàng ngày ra vô gặp giám đốc, còn ông chủ tịch hội đồng quản lý thì 3 tháng mới gặp lần, thì lâu lâu gặp lần thì nó sợ giám đốc thì đâu sợ ông chủ tịch, thì khi ra mà phát biểu thì nó nghe giám đốc chứ đâu nghe ông chủ tịch hội đồng quản lý đâu, thì nó sẽ vô hiệu hóa cái mô hình này. Mối quan hệ giữa hội đồng quản lý bệnh viện và đảng ủy đơn vị cũng là vấn đề được đặt dấu chấm hỏi. Giữa hội đồng với ban giám đốc thì nó cũng rõ, tuy nhiên là đối với đảng ủy nó hơi lấn cấn, nó rất là lấn cấn cái chỗ đảng ủy. Không biết ông nào lớn hơn ông nào hay hai ông ngang nhau thì cũng rất là băn khoăn. Bây giờ không biết ông nào lớn hơn ông nào. Nếu mà thành phần khác nhau mà như vậy thì cái nghị quyết của hội đồng quản lý nó khác với nghị quyết của đảng ủy thì bệnh viện sẽ thực hiện như thế nào? Thì là sẽ có cơ chế xin ý kiến đó, nhưng mà xin ý kiến xong rồi mà vẫn khác ý kiến thì chúng ta giải quyết như thế nào? Đại diện đoàn giám sát cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền để tìm phương án giải quyết.